Chào tất cả các em, cô Nga rất vui được quay trở lại đồng hành với chúng mình trong tiết học ngày hôm nay. Và trong tiết học này, cô sẽ giới thiệu với chúng mình hai phần mới. Đó là bài 52 phần út ướt. Nhưng trước khi vào về bài mới, cô muốn kiểm tra xem chúng mình đã nắm bài cũ tốt chưa nhé. Hãy cùng cô tham gia trò chơi hái táo. Các con có thích ăn táo không? Ăn táo vừa ngon vừa bổ dưỡng, nên chắc chắn bạn nào cũng thích ăn táo rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cùng cô hái táo nào. Để hái được quả táo đầu tiên, các con hãy đọc cho cô những phần sau. Ép, ép, ít. Quá dễ phải không nào? Vậy là chúng mình đã hái được quả táo đầu tiên rồi đấy. Để hái quả táo thứ hai, các con hãy tìm cho cô điểm chung của các vần trong 3 tiếng sau. Vẹt, tết, vịt. Các vần trong 3 tiếng này đều có điểm chung, đó là đều có âm cuối là tờ đấy. Vậy là chúng ta đã hái được quả táo thứ hai. Để hái quả táo thứ ba thì khó hơn một chút nhé. Cô mời các con đọc đoạn văn. Tết đến thật gần, cái rét vẫn đậm, mấy cây đào đã chi chít lộc non, vài nụ tròn đỏ thắm vừa hé nở. Các con đọc giỏi quá. Vậy nha, quả táo thứ ba đã thuộc về chúng mình. Chỉ còn một quả táo nữa thôi. Cô mời các con hãy quan sát bức tranh và cho cô biết. Bức tranh này là cảnh vào dịp nào nhỉ? Đúng rồi, đây là hình ảnh quen thuộc vào dịp Tết đấy. Mời các con đánh vần tiếng Tết nào. Tờ, ết, tết, sắc, tết. Vậy là chúng mình đã hái được rất nhiều táo rồi. Qua trò chơi hái táo, cô thấy các con đã nắm bài cũ rất tốt. Cô khen tất cả chúng mình. Bây giờ, cô sẽ cho chúng mình đi tham gia một trận bóng đá nhé. Đây là trận bóng đá của lớp bạn Nam đấy. Nhìn trên hình, trên bức tranh, chúng ta thấy cầu thủ số 7 đã vừa tung một cú sút vào lưới của đội bạn. Cô có câu sau. Cầu thủ số 7 thu hút khán giả bằng một cú sút dứt điểm. Các con nhắc lại cùng cô. Cầu thủ số 7 thu hút khán giả bằng một cú sút dứt điểm. Trong đoạn này có phần mà chúng mình hôm nay sẽ học đấy. Đó là phần út và phần ướt. Cô có âm u đứng trước, âm tơ đứng sau, cô được phần gì đây? Đúng rồi, đó là phần út. U, tờ, út. Sờ, út, sút, sắc, sút. Sút. Cô lại có âm ư đứng trước, âm tơ đứng sau. Ư, tờ, ướt, ướt. Mờ, ướt, mướt, sắc, mướt, mướt. Út, sút, ướt, mướt. Vậy là các con vừa đạt làm quen với hai âm mới, hai vần mới, đó là vần út và vần ướt đấy. Bây giờ chúng mình cùng tham gia với cô trò chơi đuổi hình bắt chữ. Nào, các con đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu với hình đầu tiên nhé. Đây là gì? Quá dễ phải không nào? Đó chính là bút chì. Bút chì là một đồ dùng học tập rất quen thuộc với chúng mình phải không nào?
Trong từ bút chì có tiếng bút chứa phần út mà các con vừa được học đấy. Chúng mình đánh vần tiếng bút nào. Bờ, út, bút, sắc, bút, bút, chì. Thế con, đây là gì? Wow, đó là một món ăn được làm từ dừa đấy. Và đây chính là mứt dừa. Mứt dừa là một món ăn rất phổ biến vào dịp Tết phải không các con? Trong từ mứt dừa có chứa tiếng mứt, chứa vần ứt mà chúng mình vừa mới học đấy. Mờ, ứt, mứt, sắc, mứt, mứt, dừa. Thế còn đây là hình ảnh gì? Đây là một hiện tượng mặt đất bị nứt nẻ, ngang dọc do thiếu nước đấy. Và cô có từ nứt nẻ. Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? À đúng rồi, bạn nhỏ đang vứt rác vào thùng rác đấy. Hành động của bạn nhỏ thật là đáng khen phải không nào? Chúng mình hãy học tập theo bạn nhé. Và cô có từ vứt rác. Chúng ta đến với bức hình tiếp theo. Cô đố các con, đây là gì? Đúng rồi, đây chính là máy hút bụi. Nhờ có máy hút bụi mà nhà hết bụi và bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn đấy. Trong từ máy hút bụi có tiếng hút chứa vần út mà chúng mình vừa học đấy. Thế còn đây là gạo gì? À đúng rồi, đó chính là gạo lứt. Gạo lứt. Cô đố các con, đây là loài hoa gì? Giỏi quá, đúng rồi đấy, đó chính là hoa râm bụt. Hoa râm bụt là loài hoa có sắc đỏ rất rực rỡ. Hoa râm bụt có màu đỏ. Và cô còn bức tranh cuối cùng. Đây chính là hình ảnh chụp cảnh miền Trung đang bị lũ lụt đấy các con ạ. Dạo gần đây thì đồng bào miền Trung của chúng ta đang bị lũ lụt kéo dài. Người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chúng mình hãy chung tay đóng góp để ủng hộ giúp người dân miền Trung gặp khó khăn các con nhé. Và cô có từ lũ lụt. Lũ lụt là một hiện tượng thiên nhiên có gió to, mưa lớn và gây ra rất nhiều thiệt hại. Qua trò chơi đuổi hình bắt chữ, các con đã tìm được rất nhiều từ mới chứa hai âm mà chúng mình vừa học rồi đấy. Các con thật là giỏi. Vậy là cô vừa giới thiệu với chúng mình hai vần mới, đó là vần út và vần ướt. Hãy so sánh và cho cô biết hai vần này có gì giống nhau. Đúng rồi, cả hai vần đều có âm cuối là tờ đấy. Cô mời các con đọc lại toàn bài nhé. Út, ướt, sờ, út, sút, sắc, sút. Bụt, hụt, lụt, sụt. Rứt, mứt, nứt, sứt. Bút chì, mứt dừa, nứt nẻ. Có một điểm mà cô cần phải lưu ý các con, đó là những tiếng chứa vần út và vần ướt thì chỉ kết hợp được với hai thanh, đó là thanh sắc và thanh nặng thôi các con nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình viết chữ
vì vẫn út và vẫn ướt nhé. Các con hãy quan sát để viết vần út, chúng ta viết con chữ U cao 2 ô ly, lối liền lét với con chữ tờ cao 3 ô ly. Khoảng cách giữa U và tờ, Ư và tờ là 1 ô ly rưỡi các con nhé. Cô khen những bạn nào đã viết xong và viết rất đẹp đấy. Bây giờ hãy quay trở lại với trận bóng đá của bạn Nam xem trận đấu đã diễn ra như thế nào nhé. Mời các con đọc đoạn văn nào. Trận đấu thật gay cấn. Lúc đầu, đội bạn chơi rất hay. Đội nhà bị dẫn một bàn. Bất ngờ, cầu thủ số 7 sút xa. Tỷ số là 1-1. Phút chót, số 7 lại bứt phá ghi bàn. Khán giả hò reo nhảy múa. Vậy là trận đấu đã kết thúc và đã có đội chiến thắng đấy. Các con hãy cho cô biết, đội bạn đã dẫn trước đội của bạn Nam mấy bàn nhỉ? À đúng rồi, đội bạn đã chơi rất hay và đã dẫn trước một bàn đấy. Nhưng cuối cùng thì đội nào đã chiến thắng? Chính xác, cuối cùng là đội bạn Nam đã chiến thắng đấy. Ở những phút cuối cùng thì cầu thủ mang áo số 7 đã bứt phá để ghi bàn, mang về chiến thắng cho đội bạn Nam đấy. Bứt phá là vượt hẳn lên cách xa tốc độ và phạm vi thông thường, gọi là bứt phá các con nhé. Các con hãy dừng video và luyện đọc lại đoạn văn thật nhiều lần. Cô tin chắc rằng khi chúng mình luyện đọc nhiều thì chúng mình sẽ đọc tốt và đọc hay đấy. Các con có thích môn thể thao này không? Rồi đấy các con ạ, bóng đá là một môn thể thao, còn gọi là môn thể thao vua. Bởi vì tất cả mọi người đều rất yêu thích môn thể thao này. Khi tham gia một trận bóng đá sẽ có hai đội. Đội nào đưa được bóng vào lưới của đội bạn nhiều hơn thì đội ấy sẽ chiến thắng đấy. Các con đã tham gia trận bóng đá nào chưa? Các con có thích chơi đá bóng không? Hãy chia sẻ cùng với cô nhé! Vậy là bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các con hãy ôn bài để đọc luyện đọc bài và để đọc bài cho tốt nhé! Chào tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con vào buổi học lần sau!